em cũng đã có cái clip về trà thái xanh rồi, trà chanh thái xanh rồi, thì hôm nay em tiếp tục làm cái trà thái đỏ. Tại vì có một số bạn chưa biết cách ủ trà thì hôm nay em làm clip là ủ trà lạnh nha mọi người. Mình sẽ sử dụng là 10g trà thái đỏ, 500ml nước nóng, mình sẽ ủ trong vòng 10 phút nha mọi người. Đó. Thì cái nước nóng ở đây là mình nấu nước phải sôi 100 độ, sau đó mình hạ nhiệt xuống còn là 85 độ. Đó là mình gọi là nước nóng nha mọi người. Sau khi ủ 10 phút rồi á, thì mình sẽ lọc cái bã trà ra, mình cho thêm 500g đá bi nữa và mình sẽ quậy tan. Mình quậy tan cái đá bi với trà. Đây là trà lạnh, mình sẽ bảo quản tủ lạnh để mà mình bán nha mọi người. Mình cho thêm đá bi để mà mình quậy tan ra thì mình sẽ thu được cái cốt trà từ 1 lít đến 1 lít mốt của mọi người. Đó thì đây là cái cốt trà dùng để mà mình pha trà chanh thái nha mọi người. Thì công thức để pha này rất là đơn giản. Đối riêng đối với cái trà thái đỏ đó, thì nó dễ pha hơn cái thái xanh nha mọi người. Đó, thái đỏ thì cái nó thơm, nó không có bị chát. Đó, thì mình sẽ em đang pha cái ly 1 lít là em sử dụng là 250ml cốt trà đã pha và 60ml nước đường, 30ml nước cốt chanh. Mình nên dùng nước chanh tươi sẽ ngon nha mọi người. Đối với cái trà thái đỏ này mình sử dụng cái chanh tươi là rất là thơm và ngon, và cũng là cái vị hôm bữa em làm á, em pha với lại là cái cốt chanh, mà cái chai cốt chanh thái á thì có một số bạn là mua rất là khó và cũng khó mua nữa. Em thì sợ trên Shopee nó có nhiều lắm, mình người ta bán online á mọi người tìm mua, nhưng mà để mà gọi là bán mà bình dân á, bán bình dân thì mọi người cũng không cần phải mà mình mua tìm mua cái chai đó. Tại vì cái chai đó khi mà mình mua mình sẽ làm trà thái xanh nó sẽ ngon. Tại trà thái xanh nó cái vị nó hơi chát chát hơn là cái thái đỏ. Riêng đối với cái thái đỏ này á, mọi người cứ sử dụng chanh tươi bình thường và mình pha theo cách em như thế này á, nó rất là ngon và dễ đối với những bạn đang muốn bán bình dân như thế này nha. Còn muốn bán mà gọi cao cấp hơn thì mình sử dụng cái cốt chanh thái luôn nha. Đó, em pha em thấy là rất là ngon khi mình sử dụng cốt chanh tươi như thế này nè mọi người. Đó, mọi người thử mua về và mình làm thử coi như thế nào nha. Em thì em thấy khá ổn và kinh doanh dạng bình dân nó rất là ngon luôn á. Mình kết hợp mình tạo thêm một cái món mới. Thì mình sẽ kết hợp thêm, mình cho thêm topping là trân châu trắng. Mình sẽ kết hợp thêm uống nó rất là ngon. Đó, và đây là cái thạch bi con cá của em nè mọi người. Em cũng mới sáng chế ra và em mới làm. Em thấy nó cũng ngon ngon đó, thạch bi con cá. Rất là ngon luôn, cảm ơn mọi người nha. Đối với em thì khi mà em biết cái gì đó thì em sẽ chia sẻ liền cho mọi người, để mọi người có thể cập nhật liền và mình có thể làm liền để mình bổ sung cho cái quán của mình. Mình tăng thêm cái lượng khách mới cho quán nữa. Đó, thì biết gì chia sẻ đó, hoặc là những cái clip mà em học em làm á, em cũng sẽ chia sẻ lên đây cho mọi người để mọi người cùng làm. Cũng rất là vui khi mà nhiều bạn đồ điện thoại nói là nhờ những cái clip chia sẻ của em mà mọi người có thể là áp dụng những cái món em chia sẻ để mà mình áp dụng cho quán và cũng rất là thành công. Đó là một cái niềm vui của em. Tại vì học khá là nhiều nhưng mà để áp dụng cho một cái quán của em thì em không thể nào sử dụng hết. Cho nên là em mới chia sẻ lại cho mọi người để mọi người cùng làm với em và cùng phát triển quán, để giúp đỡ một số bạn là chưa học pha chế và chưa có kinh nghiệm gì hết, thì khi xem clip của em mọi người có thể làm được. Tất cả những gì em chia sẻ thì em nghĩ là đều có thể kinh doanh được. Tại vì em nghiên cứu rất là kỹ và làm rất là nhiều lần đó, nên là muốn chia sẻ tới mọi người luôn á. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn ai muốn biết về con cá này làm như thế nào thì comment bên dưới đi. Hôm nào đó hoặc là qua lễ đi, em sắp xếp em làm em chia sẻ cho nè. Cũng khá là ngon và rất là dễ làm luôn á. Làm cái này nó cũng phải có bí quyết nha mọi người, làm cũng dễ bị fail lắm luôn á. Em cũng phải thực hành và em cũng phải làm, em thấy nó cũng vừa dễ vừa khó đó. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh của Ngọc Khánh Vlog và nhớ like, share kênh nhiều nha mọi người. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nha.